những cái món mang đi của nó để thế nào rồi như thế này mà nó đồng nào lấy của nó là sao nó khổ như thế này rồi thì xuống đây không ăn nắng luôn đi bà con ơi bây giờ bà con cất đi ăn cất đi dẹp đi đi bán không được đâu.